Các bạn thính giả và cư dân mạng thân mến, một số nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng Võ Tắc Thiên là chính trị gia mạnh mẽ, giúp cho nhà Đường đi đến thống nhất, thịnh vượng, khai nguyên thịnh đế. Ngược với quan điểm của một số nhà sử học khác, còn so sánh giữa công và tội cho rằng Võ Tắc Thiên vừa khôn ngoan vừa ngu xuẩn, thành tích trị vì thiên hạ trong 21 năm không có gì đáng kể, ngoài việc giết người không gườm tay và loạn dâm không trừ một ai. Dù sao đi nữa, Võ Tắc Thiên cũng xứng đáng là người đàn bà độc nhất cổ kim, và việc bà di chiếu không lập văn tự trên bia mộ cũng là nguyên nhân khiến hậu thế tranh luận chưa ngã ngũ. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp cuốn tiểu thuyết Võ Tắc Thiên. Cao Tông thấy không có ai đứng ra ủng hộ ý kiến của mình thì nóng lòng gằn giọng nói: "Các người đừng ép chậm quá. Tùy tiền đế có gì mệnh thật, chậm vẫn hẳn tuân theo. Nhưng tiền đế đâu có tiên lượng được tình hình ngày nay mà cứ khăng khăng theo từng lời từng chữ." Chữ Toại Lương nghiêm mặt trả lời: "Hạ thần có mấy lời tâm huyết, xin bệ hạ anh minh suy xét lại." Thấy Cao Tông bối rối, chữ Toại Lương bồi thêm một lý luận nữa nhắm vào việc không thể phế truất Vương Hoàng hậu. "Tâu bệ hạ, lấy cớ Vương Hoàng hậu không có con nối dõi ngai vàng để quyết định phế truất là trái với di mệnh của tiên đế. Hạ thần bạo gan tâu rằng, tuy Vương Hoàng hậu không có con, nhưng từ trước đến nay vẫn giữ gìn lục cung êm ấm, lại có sửa soạn trước nên mới nuôi nấng thái tử Lý Trung. Dù không phải là ruột thịt, nhưng Vương Hoàng hậu vì lo nghĩ đến Giang Sơn mới quyết định như thế. Thêm vào đó, Vương Hoàng hậu xuất thân quyền quý, do tiên đế lựa chọn, chưa có tội lỗi gì xác đáng thì không thể trái với sự dặn dò của tiên đế." Lập luận này hết sức xác đáng nên Cao Tông không làm sao cãi lại được, nổi giận xung thiên, đập bàn quát lớn: "Ta là hoàng đế, cứ muốn như vậy thì sao? Các người cho là cố mệnh đại thần thì có thể ép buộc cả thiên tử phải không?" Chữ Toại Lương liền đẻ cái hốt xuống thềm, dập đầu tâu: "Vậy thần xin trả cái hốt này cho bệ hạ, về quê an dưỡng tuổi già." Cái hốt mà chữ Toại Lương đòi trả lại cho Cao Tông chính là vật được tiên đế ban cho, tượng trưng cho quyền lực của cố mệnh đại thần. Vì vậy Cao Tông hơi hoảng sợ, tan hết cơn giận dữ. Thái độ khăng khăng của chữ Toại Lương và thái độ im lặng của Cao Tông khiến Võ Chiêu Nghi ngồi sau rèm không sao chịu được. Tính tàn độc của bà ta lần đầu tiên phát tác lộ ra ngoài, gằn giọng thét nho nhỏ khiến các đại thần cũng nghe được: "Sao bệ hạ không hạ lệnh giết quách cái tên cứng đầu này làm gương? Chắc chắn kẻ khác không dám chống đối bệ hạ nữa đâu." Cao Tông nghe vậy hừ một cái, đã toàn truyền lệnh theo ý mỹ nhân, nhưng trưởng tôn Vô Kỵ cũng đã nghe được, mạnh dạn bước ra nghiêm mặt tâu: "Muộn tâu bệ hạ, chữ tể tướng là cố mệnh đại thần của tiên đế, không thể ra hình mà cũng không thể cho từ quan." Tuy u mê nhưng Cao Tông cũng không dám dẫm đạp lên vương pháp, hậm hực truyền thị vệ lôi cổ chữ Toại Lương ra ngoài. Thế là cục diện gay cấn vẫn chưa giải quyết được. Những ngày hôm sau, liên tiếp các vị đại thần như Hàn Viên, Lai Tế, v.v. viết sớ tâu lên với những lời lẽ khẳng khái, khuyên Cao Tông đừng dẫm lên vết xe đổ của trụ vương vì sủng ái đắc kỷ mà mất nước. Còn Trường An Lệnh, Bùi Hành Kiểm thì nhẹ nhàng hơn, cảnh báo việc phế lập không đúng tôn ti trật tự sẽ dẫn đến đại loạn, tất cả những tội ấy sẽ đổ hết lên đầu nhà vua. Quần thần hầu hết đều phản đối, nhưng Võ Chiêu Nghi nào chịu thua. Nàng đã nhận thấy Lý Tích và Dư Chí Ninh không can thiệp thì đã có ý khác, nói với Cao Tông: "Vũ Chí Ninh chẳng nói làm gì. Lý tướng quân là trụ cột triều đình, một tay nắm đại quyền binh mã. Nếu được Lý tướng quân đồng ý thì cũng thừa đủ trấn áp bọn tôi thần cứng đầu rồi. Bệ hạ là thiên tử, thay trời trị dân. Không thuyết phục được họ thì còn có cách dùng tới quyền lực của mình chứ." Cao Tông nghe theo, hôm sau mời riêng Lý Tích vào cung hỏi:
Trẫm nói thật với Khanh, trẫm thực lòng muốn lập Chiêu Nghi lên làm hoàng hậu, nhưng Vô Kỵ và chữ Toại Lương nhất định không bằng lòng. Họ lại là cố mệnh đại thần, chẳng lẽ họ muốn sao trẫm cũng phải nghe theo hay sao? Lý Tích vẫn giữ thái độ cũ, đáp giống như việc không đáng để ý. Việc nội cung do bệ hạ quyết định đâu phải quốc gia đại sự mà cần phải hỏi ý kiến của các đại thần. Cao Tông nghe vậy hết sức vui mừng, lập tức vào kể lại cho Võ Chiêu Nghi biết. Mỹ Nhân cũng mừng không kém, ỏn ẻn bàn với Cao Tông. Một mặt, bệ hạ cứ nói cứng với các đại thần là việc riêng trong cung. Hỏi ý kiến của họ là vì tôn trọng mà thôi. Tự mình có thể quyết định mà không ai cản trở được. Khi bệ hạ đã nói ra như vậy, thì triều thần sẽ theo về ngay. Những kẻ như là Vu Chí Ninh, sở dĩ nắm chức trọng quyền cao, mà khi gặp khó khăn cứ ngậm miệng là vì chưa biết rõ phải theo về ai mà thôi. Đồng thời khi ấy, thần thiếp cũng có quen biết một số đại thần, sẽ nhờ họ ngầm giúp sức. Ngoài đánh vào, trong nội ứng, thì còn có việc gì mà không thành công? Cao Tông vui vẻ nghe theo, cho người thân tín dò hỏi một lượt các đại thần. Thực sự là các đại thần mà Võ Chiêu Nghi đã có danh sách trong tay. Vì vậy, việc điều tra này rất thuận lợi. Theo báo cáo, thì Hứa Kính Tông gặp ai cũng giả vờ thở dài than thở. Hài, ta thấy kẻ thất phu bình thường. Muốn đổi vợ thì tiến hành ngay lập tức. Thậm chí hắn còn có quyền dẫn vợ cũ ra chợ bán lấy tiền. Thế mà hoàng đế muốn thay vợ lại cứ lúng túng không dám quyết định. Thì chẳng thể hiểu tại sao. Hóa ra hoàng đế còn thua cả bọn thấy phu. Bọn tay chân của Võ Chiêu Nghi nhân lời nói ấy phao đồn khắp nơi là chữ Toại Lương, trưởng tôn Vô Kỵ, ỷ mình là cố mệnh đại thần, cùng nhau âm mưu lộng quyền, tiến dần đến việc truất ngôi thiên tử. Chữ Toại Lương vốn thẳng tính, nghe vậy hầm hầm vào cung trách mắng Cao Tông, dung túng cho Võ Chiêu Nghi ngoa truyền, làm hại đến triều đình. Cao Tông lập tức vin vào việc này xuống chiếu. Chữ Toại Lương loạn quyền dám trách mắng thiên tử. Tội khi quân không thể tha. Nhưng dù sao cũng là cố mệnh đại thần. Này chỉ biếm làm đô đốc Đàm Châu. Nội trong một tháng phải ra khỏi kinh thành. Thấy thời cơ càng lúc càng thay đổi nghiêng về phía Võ Chiêu Nghi. Lý Nghĩa Phủ liền dâng lên Cao Tông một bản tấu. Đại ý chê bai vương hoàng hậu vô đức nên trời đất mới trách phạt cho không có con. Trong khi đó, Võ Chiêu Nghi hiền lương thông tuệ, được nhân dân ngưỡng vọng, xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ. Cầu xin hoàng đế anh minh xem xét lập Võ Chiêu Nghi lên làm hoàng hậu để đáp lại sự mong mỏi của nhân dân. Cao Tông và Võ Chiêu Nghi đọc xong bản tấu này mừng khôn xiết, lập tức xuống chiếu ban thưởng cho Lý Nghĩa Phủ một đấu châu ngọc. Sau đó còn thăng lên làm tể tướng để có thế lực đối trọng với các tể tướng khác theo phe phản đối. Thật là một lời nói mà đạt được bao nhiêu quyền lợi. Lập tức những gian thần khác nhao nhao lên ăn theo. Tên Hứa Kính Tông lúc đó chỉ mới giữ chức vệ úy khanh, còn muốn trèo cao hơn nữa nên theo đuôi, không dâng tấu nhưng dùng dư luận để làm áp lực. Những dư luận này có tác dụng không nhỏ. Thế nhưng cuộc tranh giành quyền lực này giành co mất đến gần 6 năm mới ngã ngũ nhờ vào hai yếu tố. Thứ nhất, Võ Chiêu Nghi liên tiếp sinh hạ cho Cao Tông hai hoàng tử nữa. Một tên là Lý Hoằng, người con thứ hai là Lý Hiền, mà sau này chính bà là người tự tay giết chết hai đứa con đó. Tất cả những may mắn đó vẫn chưa lật ngược được thế cờ. Cuối cùng Võ Chiêu Nghi phải dùng đến một thủ đoạn cực độc mới thành công. Thủ đoạn vu cáo này về sau được Võ Tắc Thiên sử dụng thường xuyên để giải quyết các đối thủ. Vào năm Hiển Khánh thứ nhất, tức năm 656, khi Cao Tông đang ngồi phê duyệt các tấu chương thì chợt có viên thái giám họ Viên chạy vào, quỳ thụp xuống làm lễ, run giọng nói: "Tấu hoàng thượng, có một việc nguy cấp xảy ra. Xin hoàng thượng
ban ân tạm thời ngừng việc phê duyệt để nô tài tâu vài lời được không ạ? Họ Viên là tên thái giám hầu hạ từ đời Thái Tông, làm việc rất chu đáo và trung thành, nên Cao Tông vẫn giữ lại bên mình làm tay sai thân tín. Thấy vẻ mặt của viên thái giám có vẻ căng thẳng tột độ, Cao Tông nhíu mày bằng lòng phán bảo: "Có việc gì hệ trọng thì cứ nói ra đi. Chẳng lẽ quốc gia đang thanh bình lại gặp mà nguy biến bất ngờ hay sao?" Viên thái giám dập đầu lạy, rối rít nói: "Tấu thánh thượng, đại đường chúng ta trên có trời cao phù hộ, dưới có nhân dân đồng lòng, quân binh tinh nhuệ, màn gì nghe đến đều khiếp vía kinh hoàng, làm sao có thể sinh biến sự được. Nô tài xin mật báo một tin hệ trọng, chỉ trong phạm vi hậu cung mà thôi. Nô tài dập đầu xin chuẩn y trước, đừng bắt tội thì mới dám nói." Cao Tông càng thắc mắc phán bảo: "Có gì thì ngươi cứ nói thẳng ra, trẫm hứa sẽ không bắt tội ngươi." Viên thái giám cũng vẫn chưa chịu, lại xin: "Xin tâu việc này rất hệ trọng, nô tài cúi xin thánh thượng cho lại gần tâu báo được không ạ?" Cao Tông bằng lòng, viên thái giám liền bái lạy tạ ơn, rồi rón rén đến gần ghé tai Cao Tông thầm thì: "Nô tài có nguồn tin mật báo là vương hoàng hậu đang âm mưu việc gì đó hết sức tày trời. Vì vậy dù chưa đích xác việc ấy như thế nào, vẫn là bạo gan tâu lên. Xin bệ hạ đề phòng, hoặc là cho bí mật điều tra xem có gì nguy hại hay không ạ." Thấy viên thái giám nói dài dòng khó hiểu, Cao Tông nóng ruột gắt lên. Khi đó hắn mới chịu tâu rõ đầu đuôi câu chuyện. Thì ra nhờ có gian díu với một cung nữ thân cận trong Đông Cung, viên thái giám biết được rằng vương hoàng hậu đêm đêm đã vào phòng riêng tiến hành việc gì đó rất bí mật. Do vậy đã đuổi toàn bộ cung nữ ra ngoài, lại truyền lệnh dù trời sập cũng không được tự tiện vào phòng. Việc này trái với lệ thường, bởi từ trước đến nay mỗi đêm các cung nữ đều phải chia nhau vào ngủ với hoàng hậu, không được sơ sẩy dù đó là nửa đêm hay còn mờ mờ sáng. Cao Tông nghe xong có vẻ lo nghĩ. Bao nhiêu lời ỏn thót dèm pha của Võ Chiêu Nghi đã thấm vào tâm can của ông, tạo thành ấn tượng xấu với người vợ do tiên đế lựa chọn. Ông trầm ngâm một hồi rồi phất tay ra hiệu cho viên thái giám lui ra, dặn dò: "Trong khi chờ trẫm quyết định, người nhất thiết phải giữ cái miệng thật kín. Nếu tiết lộ cho bất cứ ai biết việc này thì coi chừng cái đầu của người đó." Viên thái giám rối rít thể thốt, mau chóng lui ra khỏi cung cẩn chính. Thật sự hắn đã được Võ Chiêu Nghi giàn dựng, đánh đuổi bằng một số châu ngọc khá lớn. Đây chính là đòn tối hậu của Võ Chiêu Nghi. Bà thấy thời gian đã trôi qua khá lâu mà địa vị của vương hoàng hậu vẫn vững vàng thì không thể chịu đựng được nữa, đành phải ra tay bằng kế sách độc ác nhất, tuy biết rằng nó có nhiều sơ hở. Cao Tông đang mang tâm trạng muốn chiều lòng mỹ nhân, nghe viên thái giám mật báo thì rất mừng, không để ý đến những chi tiết còn mơ hồ, lập tức gọi quan đình úy đến hạ lệnh cho tra xét. Nhờ sự chỉ điểm của viên thái giám, chẳng khó khăn gì đình úy cũng tìm được dưới gầm giường của vương hoàng hậu một bằng chứng xác thực. Đó là hình nhân làm bằng gỗ, đẽo hoạt sơ sài. Trước ngực hình nhân có dán tấm giấy nhỏ ghi đầy đủ tên họ, ngày sinh và cung tử vi của Cao Tông. Gây gớm hơn, ngay giữa trái tim hình nhân bằng gỗ đó có một cây đinh bằng sắt nhọn đâm thấu vào trong. Quan đình úy cảm mừng, mau lẹ đem vật chứng dâng lên Cao Tông. Nhà vua mừng rỡ không kém, thân hành đến ngay cung hoàng hậu hạch hỏi. Sự việc quá bất ngờ, vương hoàng hậu không thể biện minh gì được, chỉ cúi đầu khóc ròng, hoàn toàn không nêu ra nguyên nhân gì để biện minh. Thái độ này càng khiến cho Cao Tông tin rằng thủ phạm không ai khác ngoài hoàng hậu. Thế nhưng tức giận đến mấy, Cao Tông cũng không thể quyết định khi chưa có sự đồng ý của triều thần.
Cao Tông liền triệu Trưởng Tôn Vô Kỵ vào thông báo việc này. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ, sau đó đưa ra những lý lẽ khác hẳn, khiến Cao Tông lúng túng, không biết trả lời sao cho xuôi. Ông kính cẩn tâu: tội dùng phù chú ma thuật hãm hại người hiền lương, theo luật nhà Đường tất xử lăng trì không tha. Huống chi người bị chủ ếm lại là Đấng Thiên Tử, tội phạm càng nặng gấp bội, có thể bị tru di tam tộc. Tiếc rằng thần phải tâu thật rằng chưa thể kết tội hoàng hậu vì mấy lý do sau. Thứ nhất là nếu như hoàng hậu vì ghen tuông thù ghét mà chủ ếm thì nạn nhân phải là Võ Chiêu Nghi chứ không thể là bệ hạ. Thứ hai, hoàng hậu chủ ếm bệ hạ thì được lợi ích gì? Thứ ba, nếu hoàng hậu thực sự ra tay thì dễ gì bọn cung nữ hay thái giám hay biết. Thấy Cao Tông ngẩn ngơ nghe, Vô Kỵ mạnh dạn nói tiếp: tâu bệ hạ, hiện thời mối xung đột giữa Chiêu Nghi và hoàng hậu có thể thấy rõ, ai cũng nghe biết. Thế nhưng nếu hoàng hậu muốn giữ vững địa vị của mình thì con đường duy nhất chính là dựa vào bệ hạ. Hoàng hậu chủ ếm bệ hạ tức là tự mình đưa vào hoàn cảnh cô độc hay sao? Thần bạo gan nói rằng nếu bệ hạ có mệnh hệ nào thì vương hoàng hậu là người thiệt hại trước tiên, tức là phải vào chùa xuống tóc cho đến hết đời, hoàn toàn chẳng có gì lợi lộc cả. Xin bệ hạ anh minh suy xét lại, kẻo mắc mưu gian nhân. Cao Tông gật gù phán hỏi: theo khanh thì đã có kẻ gian manh nào muốn hãm hại cả trẫm lẫn hoàng hậu ư? Kẻ ấy là ai? Làm sao có thể đưa hình nhân vào tới tận giường hoàng hậu mà không bị phát giác? Trưởng Tôn Vô Kỵ cúi đầu tâu: thần kém cỏi, chỉ đưa ra những lý lẽ thiếu xác thực. Nếu kết tội hoàng hậu, còn như việc điều tra, chắc phải nhờ các quan ở đình úy nhiều kinh nghiệm. Thần tuy mang chức tể tướng, nhưng đó là về mặt chính trị. Còn về mặt hình sự, thì thần không dám lạm bàn. Thật ra vị lão thần này đã thừa biết người đặt điều vu cáo là ai, nhưng không dám nói ra. Chính vương hoàng hậu cũng biết như vậy. Bà hết sức hối hận, đã chơi với rắn để rồi bị rắn độc quay lại cắn vào trái tim mình. Tạm thời bà không gây ra phản ứng gì, chờ đợi dư luận của quần thần, hy vọng nó sẽ là cứu cánh giúp mình vượt thoát khỏi cơn nguy hiểm. Quả nhiên trong tình thế bối rối, Cao Tông bất đắc dĩ phải đưa việc này ra hỏi ý các đại thần. Một cuộc họp mật diễn ra trong chính sự đường, có mặt hầu hết các đại thần cao trọng ở nội các và trung thư tĩnh cùng tham dự. Số đại thần ấy bao gồm cả phe cánh của Võ Chiêu Nghi như Tả Bộc Xạ, Hứa Kính Tông, đại tướng quân Lý Tích, Hữu Bộc Xạ, Lý Nghĩa Phổ, họp lại thành lực lượng có lợi cho Võ Chiêu Nghi. Thế nhưng chỉ cần có mặt của đại thần Trưởng Tôn Vô Kỵ là lực lượng hai bên đã được cân bằng. Mở đầu cuộc họp, Cao Tông nói trước, kể lại việc Vương Hoàng Hậu bí mật dùng pháp thuật chủ ếm, tuy rằng bà ta chưa thú nhận, đình úy cũng chưa làm rõ manh mối, nhưng như thế cũng thừa đủ không thể để cho họ Vương ngồi ở ghế Hoàng Hậu được nữa. Cao Tông khôn khéo không nhắc đến việc sẽ lập ai kế vị ngôi mẫu nghi thiên hạ nếu như quần thần đồng lòng phế truất Vương Hoàng Hậu. Thấy các đại thần xôn xao chưa tin hẳn, Cao Tông liền đưa hình nhân bằng gỗ ra làm bằng chứng. Bọn gian thần đã được mua chuộc đều nhìn nhau lắc đầu tỏ vẻ chê trách. Riêng một số đại thần muốn bênh vực Vương Hoàng Hậu, nhưng thấy yếu thế ai nấy đều câm miệng, liếc mắt nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ chờ đợi. Cao Tông ít nhiều đã mừng rỡ trong lòng, tưởng đâu cuộc họp này sẽ nghiêng về ý mình. Chẳng ngờ Trưởng Tôn Vô Kỵ oai vệ bước ra, bái lạy theo nghi lễ rất trịnh trọng, rồi cúi đầu tâu luôn: tâu bệ hạ, trước tiên hạ thần xin nhắc lại là Vương Hoàng Hậu do chính tay tiên đế chọn lựa. Vì vậy nếu chưa có bằng cứ xác đáng thì không nên bàn tới việc truất phế ngôi vị ấy. Nếu như bệ hạ đoan chắc đây là âm mưu hãm hại bệ hạ thì phải điều tra thật tận tường,
Ai là người hạ lệnh làm mộc nhân? Ai đã đẽo gọt tượng ấy? Ai đem vào cung và hoàng hậu có thật đêm đêm đốt hương cúng vái làm ma thuật hay không? Phải có đủ các chi tiết ấy mới có thể kết luận được. Trung thư lệnh Lưu Sử cũng bước ra tiếp lời. Hiện nay xã Tắc đang thái bình. Nếu như bệ hạ không có lý do gì chắc chắn mà hạ lệnh thay đổi hậu cung, thì e rằng Giang Sơn bị ảnh hưởng, chắc chắn có nhiều biến loạn. Cao Tông bị Toại Lương và Lưu Sử hạch cho một hồi, cứng miệng ngồi im, chẳng biết trả lời ra sao, lòng hết sức tức giận. Cao Tông đột ngột hạ lệnh, bãi bỏ cuộc họp dù mới diễn ra chưa được bao lâu. Thế nhưng ngay chiều hôm ấy, có chiếu biếm hết chức tước của Lưu Sử, còn chữ Toại Lương thì không hề hấn gì. Điều này không phải ngẫu nhiên, bởi Trung thư lệnh Lưu Sử là thúc phụ của Vương Hoàng hậu. Rõ ràng Cao Tông đã nghe lời Võ Chiêu Nghi cắt bớt vây cánh của Vương Hoàng hậu để bà ta rộng tay toan tính đòn phép mới. Thật sự tình thế cũng còn khá khó khăn, nhưng Võ Chiêu Nghi vẫn không nản lòng, thỏ thẻ với Cao Tông. Thần thiếp thấy, trong triều chỉ duy nhất có một mình quan trưởng tôn tể tướng là có ý khó dễ bệ hạ. Bây giờ chỉ cần thuyết phục ông ta là mọi việc êm thuận ngay mà. Mà muốn lấy lòng thì không có gì hay hơn bằng là tiền bạc và chức tước. Hai thứ đó bệ hạ nắm trong tay, sao không đem ra sử dụng? Chẳng biết là do Võ Chiêu Nghi vấn kế trước hay là chính Cao Tông sáng suốt mà ngay hôm sau nhà vua bất ngờ xuống chiếu phong một lượt cho ba người con của Trưởng Tôn Vô Kỵ làm đại phu. Trưởng Tôn Vô Kỵ vốn có bốn người con trai, một đã làm quan trong triều, nay cả ba người còn lại đều được thăng chức thì vinh hiển biết bao nhiêu. Thế nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ không hề lấy làm vui, vì biết rằng đó là sự mua chuộc của Võ Chiêu Nghi. Qua mấy hôm nữa, một điều bất ngờ khác lại xảy ra, đó là Cao Tông cùng với Võ Chiêu Nghi đến tận phủ tể tướng thăm hỏi. Đây là vinh dự đặc biệt cho bất cứ đại thần nào. Tuy đặc biệt nhưng vẫn không làm cho người ta ngạc nhiên, bởi triều đình chỉ còn lại mỗi Trưởng Tôn Vô Kỵ là đại thần phụ chính. Chữ Toại Lương đã phải ra khỏi kinh thành. Hoàng đế đến thăm phụ chính đại thần đã già yếu, không là điều ngạc nhiên. Đáng ngạc nhiên là có cả Võ Chiêu Nghi đi theo. Theo lệ nhà Đường, từ hoàng hậu tới quý phi không bao giờ được gặp mặt người khác nếu đang ở ngoài hậu cung. Hiếm hoi lắm, quan trọng lắm, họ mới được tiếp kiến các đại thần trong hậu cung nếu như có việc khẩn cấp, nhưng cũng phải thiết lập nghi lễ đúng mức. Có cung nữ, thị vệ đứng hầu công khai chứ không được lén lút. Võ Chiêu Nghi và Cao Tông đã phá lệ này để chứng tỏ họ hết sức quan tâm tới Trưởng Tôn Vô Kỵ. Cao Tông và Võ Chiêu Nghi còn nói chuyện lần lữa mãi cho đến chiều tối, bắt buộc Vô Kỵ phải mở yến chiêu đãi. Đó cũng là kế sách mà Võ Chiêu Nghi bày ra, mong rằng nhờ vậy sẽ làm không khí căng thẳng giữa bà ta và các đại thần phản đối bớt gay gắt. Yến tiệc kéo dài đến khá khuya. Khi thấy mọi người đều ngà ngà say, Võ Chiêu Nghi mới khôn khéo đưa ra lời ướm thử. Hôm nay thật là vui, nhưng mà ta chỉ tiếc rằng là đã có mời Vương Hoàng hậu cùng theo nhưng bị từ chối. Vua tôi hòa đồng là việc hoan hỷ, đáng ra là thân phận hoàng hậu cũng phải giúp dập thánh thượng một tay mới đúng ạ. Cao Tông cũng thêm vào. Có lẽ hoàng hậu cho rằng thân phận cao quý không thể lâm hạ đến nhà thần tử hay chăng? Trưởng thôn Vô Kỵ Khanh đây là bậc đại thần tiên triều, được cả tiên đế ủy thác chăm sóc cho chính sự lẫn sự ổn định của hậu cung. Đáng ra Vương Hoàng hậu phải đến cảm tạ Trưởng Tôn Khanh mới đúng lễ. Già Dĩ Khanh lại là thúc phụ thì càng phải chú ý đến nhiều hơn. Trưởng Tôn Vô Kỵ vội đứng dậy cúi đầu thưa. Thánh thượng quá yêu bệ hạ nên mới nói vậy. Vương Hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, không thể đến nhà bất cứ ai mà không có chuyện quan trọng. Vì vậy, theo hạ thần thì không nên đặt vấn đề quá nặng nề.
mà mất đi tình cảm thuận thảo bấy lâu nay. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc tiểu thuyết Võ Tắc Thiên.